ơi, Khui đổ thêm cái này ra. Thùng 1.000 gói để dành để tặng cho khách khi mà mua hoa hay về nhà chân hay đi tặng. Bên đội bán hàng với giao hàng chuẩn bị họp chung với chị với xíu nha. Lâu nay thì ai mua mình vẫn tặng, nhưng mà sắp tới là 20 tháng 10 là cái số lượng đơn hàng, số lượng khách hàng mình giao đi rất là nhiều luôn. Và chị chỉ sợ là mọi người sót thôi. Bình thường thì là một khách người ta tặng một người, nhưng bây giờ là một khách người ta có thể tặng rất nhiều người. Tặng mẹ, tặng vợ, tặng chị, tặng đồng nghiệp, tặng những người quan trọng mà mình lu su bu mà mình quên đi là không được. Nên là mọi người đặc biệt chú ý giúp chị nha. Đặc biệt là cái đội giao hàng á, nhờ cái gói nước này giúp cho khách hàng chân lâu hơn gấp 3-4 lần khi sử dụng nước bình thường. Giúp cho nước sạch này, không hôi nước. Đặc biệt là khách hàng không cần thay nước hoa luôn. Họ rất là thích cái sản phẩm này. Nhờ cái sản phẩm này mà bên Tigon mình khách mua đi mua lại rất nhiều lần. Và cái dịp lễ là một trong những cái dịp mà nó là một cái cơ hội để mình tiếp cận thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng. Do đó hàng ngày mình đã tặng rồi thì nhớ là dịp lễ là mọi người dù có nhiều đơn hàng, dù có hối, thì khi mà khách hàng nhận được hoa mình đều gửi tặng cái này nha. Cố gắng nghe, sắp lễ rồi là rất là bận rộn, nhưng mà cố gắng nha. Ok, 1, 2, 3. Đây là cái lý do mà các bạn thấy là cái thùng này luôn luôn đầy trong cái dịp lễ này. Mua một thùng này giá cực kỳ tốt. Tính ra một gói này nó có 1.000 mấy thôi mọi người. Và hai gói là gần có 3.000 thôi. Nhưng mà sẽ giúp cho khách hàng người ta đánh giá dịch vụ mình tốt, chất lượng mình tốt. Nó rất là lợi hại luôn. Giá rất phải chăng, và cái hiệu quả nó thì mọi người có thể vào bên trong giỏ hàng để xem đánh giá mọi người nha. Và nhờ vậy mà bên mình á, khách hàng người ta đánh giá tốt, khách mua đi mua lại rất nhiều lần. Có trong giỏ hàng mọi người nhé.